Hiện tại thì cô sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cô là chị mới đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Rồi ok. Chỗ này hơi bị ổn nha anh em, chia ra. Alo. Thôi về. Về. Sao á? Ôi, trời ơi, 17 là có cái màu quánh nhau quá nha. Ghê nè. Sao vậy sao nha cua? Xa. Sao vậy sao cua? Cái rương xa quá anh em. Hả? Cái cổng của mình gấp 6 giờ, rương nó 12 giờ lận. Mở đại chứ vậy sao em? Dưới quánh nhau anh em, nhưng mà mấy phái khó chịu không à. Đây, giờ mình xuống được á. Lôn. Giờ mình xuống được rồi đó anh em. Giờ xuống nè. Đây. Xong quái. Rồi đi xuống được á, nha, rồi giờ đi. Xuống được á. Ê cái thiên dương kìa, ê cẩn thận, gút dài nào, gút dài. Về đi. Cứu tôi gái, ôi rồi, trốn chạy không được rồi. Từ, tôi qua cho. Con lon nó trốn không được rồi, dính rồi. Rồi ông lên dĩa luôn rồi, phải thiệt. Ông chạy. Ông chết thu gì kỳ ta. Tôi chết thu trên rồi bà, chứ tôi có chết thu dưới đâu. Ông cua. Ở quanh ông nhai á. Không, bên ở dưới nó quanh lộn. Còn nguyên cái máu. À vậy, nhai ơi, nhai đâu rồi nhai. Ê, alo. Trên này, ok. Quýnh được không? Nhai qua. Quýnh được không vậy? Không, ý là có. Ok. Thôi cô đà. Chứ là tụi nó rút team kia rồi. Được cô đà. Thông cảm nha anh em. Trời ơi, anh em bị lụm cái quần. Tôi nhặt lại giùm không được. Cậu qua kia không? Cái tội ổng. Qua bên kia này cái không? Cái tội ổng dành lá với nhai nè đó. Rồi, vậy là lá này là lá của nhai. Lá của nhai rồi. Kiểu là lá của nhai rồi. Ê, cung lôn kìa anh em, cẩn thận anh em. Có chuẩn xây chị nha anh em. Thằng cung lôn này khốn nạn quá. Hốt được á nhai ơi. Vô. Ủa, có cục máu à. Cục máu. Ở thủ kìa, có cục thủ kìa. Kéo này ra luôn đi. Ăn đi cô, ăn. Ok anh em. Dài nó như quỷ. Dài như quỷ vậy á. Thiệt luôn á, chết đi ông nội. Chúng ta đã qua được cái những phút nguy kịch và chúng ta đã bỏ lại một xác của một bạn rất là đẹp trai, đó chính là anh Trường Ca. Xịp đỏ nha anh em, để xịp đỏ nha. Chơi thua à, thua hay quá. Không, cái đó là thua thiệt, tại vì ông nhai ông nói là có cung lôn đó mà. Công lôn giữ ông lại nữa. Tu qua tu dính nguyên chiêu xây trì của thằng Thiên Dương. Ông kêu dưới đánh nhau mà. Hai người qua và hai người đã chạy về rất là an toàn. Mà tại sao ông lại không chạy về an toàn đúng không? Bị với công lôn gì? Ủa mà sao? Mà ông kêu đánh nhau rồi sao máu còn y mà đâu đánh nhau? Đúng rồi, nó đâu hết rồi nha. Qua là bị dính liền mà. Đúng rồi. Quên, do tôi... người chết khu nè. Người chết khu. Không, nhiều khi cái team kia nó kêu nó ăn mặt sao nó không có đánh. Thôi nói chung là do máu ông Tokuda bữa nay có bị con mắt giật không? Không, ông Tokuda bữa nay có bị mắt giật không? Bữa ông bị mắt giật là nguyên đám tôi chết thấy không? Bữa nay ông là không mắt giật này, nên là ông phải chết. Có nhận được cái lệnh bài không ông nội? Qua trái nha ơi. Ừ, ok, bye anh em. Ê, Dung Môn, ôi nó mới lụm được kìa. Dung Môn cầm thị. Hú hồn con tròn. Đồng thị luôn hả? Ghê vậy. Bên trên mình là khu hơi hơi không, không ăn. Dạ. Tụi nó ăn á anh em. Nó đang đi thăm dò tụi nó ăn á. Để tôi chết khu cho. Mà tự, cẩn thận nha. Kìa, thằng Dương Môn cái bàn kìa. Lên trên cái. Tôi lên thăm nha. Ơi, nó ăn được cái ảo tưởng nha, nó có bức tử nha. Nó chạy xuống anh em, nó có bức tử. Nha, chơi 15 anh chơi đây nha, chơi cái rương. Ừ, được. Nãy là ở trên đây là có con Minh Giáo lại con ngũ độc. Đủ ra đường mới buồn chứ. Không có đồ. Có cái bàn. Khu 5 cái bàn Dương Môn. Tại vì lãnh cái bàn chứ phải đồng thị, nãy nhìn cái tướng lùng lùng. Chỉ thấy được cái bóng dáng cái sau lưng đó thôi. Mình đi ăn mấy cái khu bên trong đi nha, thủ trước nha. Xanh xanh mình hốt cho nó. Máu nè. Mất luôn rồi.
đi. Ok, qua đi. Cẩn thận nha, có biến rút dài liền nha nhầy. Ok, có rương vậy cô ơi. Ok anh em. Để nhà chết bên này luôn đó nha. Ê, nó qua kìa. Nè, nó qua anh á. Nó bất tử nè, bất bảy hết nè. Ôi chết cha, nó dồn đám. Ôi chạy. Nguy hiểm. Đúng rồi. Nhưng mà nó đây. Hú hồn. Ôi phải. Ê, cái team đó mình quay qua mình chơi nó được á nhầy. Nhầy còn combo không? Còn. Chơi được á. Nhà chị mới mất. Chơi không? Rồi chết. Đi. Cua. Tôi ok rồi. Nha. Nó chết cha nó chắc rồi. Mày đùa hả mày? Thằng cái bang. Ơi tôi chạy ra cái. Hơi khoai anh em. Nhà cẩn thận nha, cô chạy lên trên đó. Ok. Ủa nó chạy đâu rồi anh em ơi. Ok. Mày hả bưởi. Hồi máu cái. Yêu máu quá. Mày cái. Ủa nó cho mình cũng đóng đồ chứ giỡn đâu. Tôi không có biến đồ nào luôn. Coi thương nhân nó giờ đâu nha, cũng không để ý. Trời ơi, họ từ khu 4 mày mở. Xa quá. 18. Đi anh em ơi, đi luôn. Hơi xa đấy. Dung môn công nhận nó khó chịu từ cặp thêm cái bàn này. Ngựa đây có ngựa. Chạy. Kiếm cả đống luôn. Ok, ngon. Rồi, full bí kiếp. Rồi, full bí kiếp luôn. Có ngựa và full bí kiếp. Ok, ngon. Máu quá trời kìa. Được. Đánh đầu nhau nhiều kìa. Dung môn mấy con luôn á cô ơi. Đúng rồi. Này là mình cứ ôm farm hơn em, chơi chiến thuật lấy lại phong độ thôi. Ôm farm. Tháng này là mình đi siêu tốc hay nhiều anh em ơi. Hãy ôm farm thôi. Ôi, 5 con cũng nhiều nè. Vì đến qua khu 4 coi nó là cái gì mà nó đứng ở bên này nó không mở tự. Tàn kiếm lên được ỷ thiên, hy vọng không có hay mọc nha. Mọc tuyệt chủng hết đi mọc ơi. Khu 4 trống mà, khu 4 đâu có treo chéo gì đâu. Đây là không có nào giả qua rồi. Ôi con 5 con quái luôn nè. Thơm ghê. Giờ mình đứng 5 đi anh em. Hello mèo nha. Hello phải nhân trọng nha. Mình giá đi lẻ nha. Có mình giá đi lẻ đứng thứ 6 cô ơi. Ừ. Thằng đó thì mình gán bức thận lên trước. À khoan để thăm dò xung quanh coi sao. Chống hết thông hết cô ơi. 15 công thông thôi. Ừ. 6 17 thông. Rồi để hồi máu cái. Lên 4 coi có ai trên này. Ok, nãy thấy có anh Thu Lâm. Ê, 4 có 1 tim nha, 4 có 1 tim nha cô ơi. Mạnh không? Cẩn thận. Có 2 mọc không? Có 2 thằng, thấy 2 thằng, như có cung lô. Còn phải kia chưa kịp nhìn. Ừ, rồi, thôi mình lấm xong rồi mình chạy đi em. Lấm xong rồi chạy được rồi đó. Gì vậy ta? Rồi, có chiêu giữ lại nha. Đợi luôn. Ok. Xuống dưới mình thử quét ai trong không anh em. 16, 17 là không có ai rồi đó. Ok. Ok. Đây xuống. Bây giờ sợ nó có team treo nè. Nó quăng vô đây nè. Có cục máu. 16. Chấm luôn. Nhà đèn mở rừng. Ok. Để cục máu trong đây đi. Rồi mình đi vòng. Nếu mà có biến thì chạy vô ăn cục máu. Qua trái hơn không anh em. Qua này. Ừ đúng rồi. Ê bên giáo. Ủa toàn nhìn cua. Cả bên giáo nè. Cái nó dậm, nó dậm nha, cẩn thận nó dậm. Rồi nó dậm rồi đó. Sao? Nó dậm cái nữa kìa. Rồi. Ừ, 2 cái hụt luôn. Cả. Nè, thằng này anh em. Nó vút cái. Ôi, chạy nha. Tôi chạy trước cái nha, từ từ nha. Ok, chạy đi. Vút được nha. Nhanh bất thận rồi. Chạy đi cô. Bỏ toàn cái đi. Nó qua 7 rồi. Ok. Nó mất 7 hết rồi đó. Cần thế bạn. Để nhà hỏi cái thuận nha qua nghĩ cái nó cái một bảy dưới đây có máu trên này cô ơi, máu trên cô ơi, mình qua mình hốt ra được không, quất không chịu luôn chỗ quất nó vô quái là chết. Ê nó bất tử. Ơi anh bạn chạy nha nhai. Ok Lâm Quân chạy ở trên một trên một là trên một có con ngũ độc, có con ngũ độc bỏ nha. Mình mới ăn máu, anh ăn cái quần nữa là mình hết hồn. Nó khốn nạn thiệt chứ. Thôi, farm tí.
cẩn thận nha nhai. Hai chống bốn con quái trong này đi, có gì ăn không? Bạo kích đây, tâm luôn. Bạo kích là dồn nó chết chắc luôn á. Đây anh em. Vậy đâu? Giờ giết thằng ngũ độc trên đây không? Nó đi lẻ hay sao nè? Trên một nè. Ok, quạt quạt đi. Nó đã chạy rồi. Ê, còn 6 team nha, có team đi quét rồi đó. Cần phép đấy. Áo tượng anh em. Ok, vậy về 6 đi. Khoan nha, để cô qua đây cái. Cái này chồng kiếm này đâu rồi ta? Cục máu. Nó mua đồ rồi. Mình đứng 6 luôn nha. Nhanh mở rương đi. Áo tượng đi, để cô cạnh cho. Bên 7 có áo tượng nữa cô ơi. Ok anh em. Nhưng mà chờ. Qua 7 luôn không? Ok qua 7. Đâu qua 7 luôn. Mày dính này chết này. Mày hả bưởi. Đâu. Vậy là nó mới găng team nào đó. 24 mở rồi kìa. Ok ngon rồi. Mình mở xong đống này là mình chùm. Mở đi nó mới ngon lành. Con kiếm nó không bắt gì đâu. Nó mới giết team nào đó. Vòng 3 mình quét nha anh em. Giờ mình cứ chậm vòng nha. Vòng 3 đi quét. Ok. Không biết đóng rương mình khu 6 mà. Ừ. Thoải mái. Cẩn thận. Mình trước cái đã. Trời ơi, hai rương nổ đen vậy ta. Cẩn thận nha. Để cô quan phải thử. Hai chấm. Tấn nhận khu 9. Khu 4 nó mở cái khu 4 tìm gì đây? Nãy thấy tìm gì? Không, khu 4 nha, không có chết. Khu 4 nãy là có bạn Thiếu Lâm đi lẻ hay gì. Ừ, nãy cô chạy lên thấy Thiếu Lâm xong rồi cái khúc mà gần mở đó, thì cô nói con tìm mạnh vậy đó. Đây. Bạo kích kìa cô. Coi. Nhanh còn bạo kích. Đây. Ăn rồi. Mày ăn xong. Ăn chưa? Rồi. Đây qua đây. Có thể gặp thêm mấy. Gì mới cái đây. Kìa nè, bạo kích nè. Cô mới ăn á. Ăn ngay anh em. Đây. Ok. Là buồn không không? Đấy một đầu không? Một đầu không? Ok. Châu chứ. Rồi. Quên hết chứ. Không chưa? Lên. Quất. Rồi, nó đi up rồi anh em ơi. Ê, có đường môn nha. Ừ. Có anh đường môn đấy các bạn. Ờ để đó đi. Rồi qua combat lên cái mình về. Vậy là ơi không lẽ nó ăn một ta? Từ từ nha. Nó ăn một, đang ăn một nha. Dạng qua với lại con đường môn cẩn thận anh em. Qua hốt không vậy? Cô ơi, tao kiếm nó. Qua hốt không vậy? Ơi nó mất máu rất nhiều. Rồi bọn thằng chết đây. Ơi. Nhai ơi, cẩn thận nhai ơi. Đường môn combo nhai rồi. Ok. Đường môn với thằng kia. Rồi, qua hốt luôn không? Ok, quay. Đâu? Có tôi quay. Đây này. Chắc. Ờ, nó đâu? Đây. Đây. Đừng mốt. Chạy hả mày? Đừng mốt chết. Chạy hả mày? Trời ơi, hụt. Hụt chạy, dí lùng. Cẩn thận nha. Nhớ búp kia lên. Chết một tao. Ok, hai thằng chết luôn. Hay. Rồi, win này. Hai thằng chết luôn rồi. Ok. Cẩn thận nha, sợ team khác quá. Hát combo loạn xà ngọc luôn á trời. Thằng đường môn khoai thiệt chứ. Hên là mình chết nó, mình giết được nó. Ôi ngon lành. Rồi sao vô sáng vô đẩy. Ê có còn kiên nhẫn nè anh em ơi. Kiên nhẫn ngũ độc. Trời ơi ngũ độc. Bà ngũ độc lên hắn lên chí tôn hay sao á. Hay ý thiên. Thôi mình câu. Đội còn lại. Mình câu nó nha anh em. Từ từ mình câu nó nha. Đừng có dồn nó nha. Nó lên thuận thì mình quất nè. Rồi thiền nhẫn nó lên được ý thiên luôn kìa anh em. Rồi ngũ độc nó đọc nó về năm. Ngũ độc của năm á. Không lẽ ngũ độc với thiền nhẫn chung team ta. Bên kia. Riêng chứ, vậy là còn số team treo để chạy lên trên coi. Ngũ độc. Đây nè, còn Thiếu Lâm đứng ở khu vực 1 nè, một anh em. Ngũ độc với thiền nhẫn đi chung thì sao anh em ơi. Giờ một anh em ơi. Ok. Chà, vậy là còn một team Thiếu Lâm là một team.
còn team nào nữa ta? Nãy là còn khu 19 là mình chưa chết nè, không biết 19 có ai không? Dạ, okay. Nếu như 19 không có ai thì như vậy là đúng độc nó một team, Thiên Nhẫn team và Thiếu Lâm team là đủ. Ừ. Ok. Cẩn thận mình mà đang quýnh ngũ độc tụt máu mà Thiên Nhẫn nó lại nó hư nếu ừ. Khám luôn. Sợ là vậy đó. Mình combo thằng ngũ độc là một cái một chút xíu là thằng ngũ độc nó lên thẫn à, là mình chạy nha anh em, hồi máu từ mình quýnh. Ê nó hút vô kìa. Ê nó bị tôi quýnh nó nè. Có quần. Hồi máu. Ui cái thằng này trời nó quýnh mình chết luôn á trời. Cay thiệt nha. Ê bây giờ mình không có tìm đó không anh em? Không có tìm đó không? Đâu chiêu chưa? Qua trái nè. Qua 4 qua 5. Xuống ngựa nha. Kìa. Đây nó đây luôn nè. Từ. Nó bất thẳng rồi, chạy. Rồi, ok đó. Cẩn thận anh em. Nó bị kẹt ở trong đây nè. Đây. Bị kẹt à. Trời quýnh ngay con bé của nó chứ. Cẩn thận. Nó chạy qua đây nè anh em. Ê ăn bảo kích kìa. Nó bị giữ á. Ok. Rồi còn kia. Còn Thiên Nhẫn. Vậy nè. Ủa sao còn hai team ta? Còn Thiên Nhẫn mới chết. Còn thêm team nữa mình chưa phát hiện. Thằng Thiên Nhẫn đi chung với thằng này. Rồi đi xuống đây mua đồ không? Mua đồ cái đi. Đi. Có máu. Máu là coi, ăn máu chứ coi. Rồi. Đánh mặc định ok. Rồi xong rồi. Rồi ok, đi nè. Trời, Tokuda không chết là ba hàng thổ chúng ta đã lên đỉnh rồi. Đúng rồi. Tội nghiệp anh ấy. chạm nỗi đau. Đây dưới này có thằng nè. Đâu? Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn này khác nha. Ok. Thiên Nhẫn kia nó là kia. Ôi, vậy là cái team 3 vậy nó chia ra nữa rồi anh em. Vậy có thể trên 8 á, trên 8 con người. Còn cái team team treo rồi nó chia ra nữa. Ổn nè. Đây. Để chống luôn anh em ơi. Nó đi mở rương á. Ừ. Vậy lần Thiên Nhẫn ăn đồ á, cẩn thận. Thiên Dương. Đây. Thiên Vương. Từ. Này nó kia. Này là của cái team treo nè. Team treo. Rồi còn thằng kia thôi. Rồi cẩn thận nha. Này nó bào được đó nha. Nó bào mình được đó. Ăn hết đồ rồi kìa. Ôi, ghê. Nhanh lên một. Ừ. Có kháng ở khu 6 rồi. Ừ. Cô bạn này chạy đâu lẹ ghê ta. Mình chạy về 3 anh em. Chạy về 3. Chạy ngược lại á. Ngược nó lại. Có khả năng là mình gặp nó. Ôi, không có đồ của 3 luôn. Kệ nó dưới đây nè. Nè, nó bị giữ nha. Nó bị giữ bên đây. Chạy nè. Đâu rồi. Cái màn hình quá. Ừ. Nguy hiểm nè. Chết cha bị lọn luôn. Cẩn thận nha anh em. Ủa sao rồi? Ông. Mình đi chung đi anh em ơi. Kiểu này là nó bốc là hơi mệt á. Qua 8 đây anh em. Qua 8 mình. Qua 6 cũng được. Đi. Qua auto. Vậy gì? Đi. Qua đáng màu à? Qua 5 rồi qua 4 luôn. Nó bảo 4 nè, hốt nó luôn nha. Chạy. Hả? Ê, nó kìa. Nó bị bắt chó nè anh em ơi. Rồi xong. Hay. Rồi ok, cuối cùng thì cũng đã chiến thắng rồi anh em. Thì khá là không may cho anh Tokuda bị anh Thiếu Lâm và anh Dương thêm ông Công Lôn giữ lại nữa. Mình thì đã bút chưa biết ít nên là mình đã rút về. Mình hồi máu xíu nhưng mà hai cái anh Tokuda bị bắt lại. Còn cái mình qua cứu nhưng mà cứu không kịp. Rồi ok, video sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh này của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút, cái chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới. Cảm ơn mình và up video mới lên đây anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. We'll be right back.